Thưa quý vị và các bạn, một trong những mục tiêu cao nhất được đặt ra trong xây dựng nông thôn mới đó chính là nâng cao thu nhập, thay đổi đời sống của bà con nông dân khu vực nông thôn. Và để có thể đạt được mục tiêu đó thì tại nhiều địa phương trên cả nước hiện nay, vấn đề chuyển đổi sản xuất, thay đổi cơ cấu giống cây trồng, thay thế cây lúa bằng các loại cây có giá trị kinh tế cao đã được triển khai và thu lại được những kết quả tích cực. Ghi nhận của các phóng viên thời sự kênh VTC16 tại huyện Quốc Oai, một trong những địa phương đi đầu trong công tác xây dựng nông thôn mới của thủ đô Hà Nội. Khu đất rộng 3 hectare này được ông Nguyễn Đình Dự tự thỏa thuận và thuê lại của 11 hộ dân ở thôn Yên Nội vào đầu năm 2017. Giá thỏa thuận giữa ông và các hộ dân ở đây là 1,2 triệu đồng một sào một năm. Có được diện tích lớn như mong muốn, ông Dương đầu tư canh tác ổi Đài Loan, mang lại thu nhập lên đến 100 triệu đồng trong một năm. Vì là cái ổi là cái năng suất của nó, thu nhập trong một năm nó cao, nó nhiều lứa. Thế nên là nếu tôi tính là như hiện nay đang làm thì nó phải gấp 6-7 lần trồng lúa, cái hiệu quả của nó. Một sào ổi thì bằng 6-7 sào lúa. Gần 2 mẫu đất bãi trồng nhãn, xen canh với một số loại cây ăn quả này là của gia đình ông Nguyễn Văn Đại. Đây vốn là diện tích trồng lúa và rau màu kém hiệu quả, được ông Đại chuyển đổi gần chục năm nay, theo chủ trương chung của địa phương. Hiệu quả làm thế này thì nói chung là dân đây làm thì là hiệu quả là thu hoạch là cao, chung hơn những cái loại cây khác vì đây là nhãn muộn mà, nên là thu hoạch thì nói chung là dân đây người ta đều đồng tình. Năm 2016, trên cơ sở nhu cầu của các địa phương, huyện Quốc Oai ban hành quyết định 8662, trong đó cho phép các địa phương xem xét chuyển đổi những diện tích trồng lúa và rau màu kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Chỉ sau chưa đầy 2 năm thực hiện quyết định này, bộ mặt nông thôn ở Quốc Oai đã có sự thay đổi đáng kể. Thu nhập bình quân của các hộ dân tại đây đã có sự tăng trưởng đáng ghi nhận. Nói về cái diện tích trồng lúa thì cái giá trị thu nhập thì nó rất là thấp. Thế mà khi mà chuyển sang trồng cây ăn quả lại giá trị rất cao. Đến năm 2017 thì chúng tôi là đã đạt 29 triệu đồng trên người trên năm, và dự kiến 2018 là chúng tôi đạt 44 đến 45 triệu. Từ năm 2016 thì huyện Quốc Oai đã thực hiện cái chủ trương này theo cái quy trình rất cụ thể. Đó là gì? Đó là cái quy hoạch các cái vùng sản xuất, phê duyệt các cái phương án chuyển đổi và hỗ trợ chính sách cho nông dân để chuyển đổi từ các cái cây kém hiệu quả sang các cây trồng có hiệu quả cao hơn. Đấy, thì nội dung này, nhưng trên nguyên tắc vẫn phải đúng mục đích sử dụng đất. Từ năm 2016 đến nay, huyện Quốc Oai đã chuyển đổi được trên 400 hectare trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác. Trên cơ sở đó, xây dựng nhiều vùng chuyên canh cây trồng hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao. Nhưng giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc, là vì làm sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn, giải đáp.
Tổng đài Tư vấn Nông nghiệp 1900 6145, luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam.